trời ơi em ơi là em đâu đáng của tôi đổ chứ. Mày đi đâu kiểu gì mà để đổ tháo tùm lum mà đàn ông con trai gì đó. Ông lộn lại giùm con đi chú ơi. Đâu để chú lộn ra. Cột là con mượn tiền trời ơi. Trả lời với bà nội luôn á. Trời ơi. Kẹo dâu mà lan văng tùm lum vậy trời. Trời ơi kẹo mà nó tao tưởng đâu vàng không đó. Trời ơi, còn cục này nè chú Tư ơi. Ê, công nhận tao, ba đứa mình bò giống cái ban quá. À, dạ. Còn nào không chú? Hết rồi. Dạ. Thôi, tội nghiệp con quá à. Con đi chú. Thôi, giống mấy giờ chú cho con là 10 đồng nè. Ha, đền cái số mà rớt xuống chắc nó cũng dơ hết rồi. Dạ. Nè, thôi cầm đi, ha. Dạ. Đi đứng đàng hoàng nữa không con? Dạ. Nè, coi chừng là dách té nữa không? Dạ. Con bé gì á? Dạ, con tên là Huệ. Cái gì? Dạ. Con tên là Hoa Huệ. Trời ơi. Con làm đi. Đã không thấy đường rồi. Dạ. Còn chơi tên sóc nữa. Tên qua lại qua bục gì không đặt đi. Hao Huệ. Không phải. Đọc đúng là Hoa Huệ. Thôi mày đừng có cãi tao, mày nói rõ ràng nè. Hao Huệ. Những đồi hoa xem ơi. Những đúng đồi hoa xem. Hình như thím lòng não. Mày giọng thím cao ghê á. Trời ơi, cái giọng em ca dịu dàng vậy mà chị chê em ca cao hả? Cái em nói là giọng cao là giọng hay đó. Chị dạ. Hay phải không? Ừ. Em bắt chước Hương Lan á. Đó, trời ơi, cái giọng vậy mà nó giống Hương Lan. Chị Lan nghe được chị buồn chết. Trời ơi, em ca vậy mà chị chê em hả? Em mấy em nậu với chương vàng đúng không? Em còn biết ca giọng cổ nó hết sảy luôn á. Ủa chị ca giọng cổ nữa. Dạ. Cái giọng của chị chắc dặn cổ chứ giọng cổ gì trời. Trời chị đừng khi dễ em chị. Dạ. Em ca đi rồi chị sẽ quyết định. Ca đi. Dạ. Anh ấy ơi. Cái gì? Hình như anh ấy có mấy cộng dây phải không? Cho em xin cộng đi. Anh ấy giao đi rồi cái em đu theo dây đờn anh ấy em ca nha. Anh có mấy cộng anh cho bạn cộng đi anh. Cho em cộng thôi ạ. Có nghĩa là bây giờ tôi đờn cho cô ca phải không? Dạ. Được rồi. Nghiệp. Dạ. Vô. Rồi, chị ca đi là ảnh vô. Dạ. Vô nha. Để chị ca ảnh vô. Anh đờn trước đi em vô ha. Anh đờn cô đi. Cô vô đi tôi đờn. Dạ anh đờn trước giùm em đi em mới vô được. Anh. Cô vô là tôi nghe ngóng cái dây cô dây nào mới được. Mệt quá thôi. Nói chung không có ai vô được. Tôi đếm 1, 2, 3, 2 đứa vô được. 1, 2, 3 vô. Rồi. Chàng ơi, xin chớ bi ơi, xin chớ ai bi, xin dừng chân lại để cho em bắt đầu lời phân tỏ, cùng ai, phân tỏ, gần qua núi, qua non, qua sông, qua suối, gần em vẫn tha thiết yêu cha. Trời ơi. Trời ơi, không ngờ mình có hay vậy hả? Em nghe hai cái giò em nó quýu hết trơn đi hết, muốn nổi lên đâu. Đại ca cao thấy sợ luôn á. Hay quá. Hay ông chị, hay ông chị. Hay quá. Không vô sợi dây nào hết trơn rồi. Bà xin sợi dây sao bà không đu theo dây đó bà hát dây khác dạ. Trời ơi. Ai cũng nói em ca giống Lệ Thủy, Lai Thanh Tấn á chân trời á. Lệ Thủy mà Lai Thanh Tấn nữa. Dạ. Trời ơi kiểu này Thanh Tấn với cô Thủy buồn nữa. Ca đâm hơi mà còn nổ. Trời ơi chết tài danh không à. Thôi đi bán đi cô hai. Bán đi. Đi bán đi. Địa bàn này của anh em tôi. Em tài ca sĩ quá. Thôi mai nghe mình ca thì mình đi. Ôi tình yêu như lá. Cái này của em, bài này của em à. Em có một bài kiếm sống mà chị đừng có tước bản quyền của em. Chị ơi, em nói chị thông cảm giùm em đi. Sáng giờ em đi giao hoài à. Có nhiều bài em ca láng hết trơn trọi rồi. Giờ em bí văn quá em mượn văn chị em sẽ đỡ nha. Thôi chị ơi, ở ngoài kêu kêu nhiều bài ca lắm chị không mua chị ca. Em có một bài kiếm sống mà trả cho em đi đừng lấy nữa mà. Thôi chị đừng có miếu nữa. Mốt em hứa em không có ca bài của chị nữa đâu. Chị cảm ơn nha. Dạ. Chị cần bán gì không? Ngoài lông não cần bán gì nữa dạ? Em bán đủ thứ trơn trọi á. Em bán kẹo nè. Em bán dầu cù là nè. Em bán dầu nóng nè. Em bán sugar gum nè. Em giao dầu cù là cho chị nghe nha.